Rồi quý vị ơi, bonsai 2744, 3 cái trang sen 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code lại chuyển khoản nha. Rồi ba cái cây này á, là một thân một cốt không nha quý vị. Đó. Không, chứ không phải nhiều thân nha. Còn mấy cây kia nhiều thân á, là nó ba cây 300. Còn cái này một cốt không à, cho nên ba cây 350. Này giá tiền nó cao hơn nha quý vị. Trang sen nha. Rồi, anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Hôm nay là có 8 tỉnh ở ngoài miền Trung lũ lụt á, là bão rồi là không có giao hàng được nha. Đà Nẵng nè, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi với Nghệ An. Tổng cộng 8 tỉnh nha. Anh nào mà nằm trong 8 tỉnh này thì hạn chế đi nha quý vị. Qua mưa gió rồi hả mua cây nha quý vị. Tại vì không có giao hàng được. Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi với Nghệ An. Rồi vậy nha quý vị. Mấy tỉnh đó thông cảm nha. Rồi kết thúc đi ơi, xuống con.